cá mập là những sinh vật cực kỳ cứng rắn, chúng đã sống sót trong các hệ sinh thái biển, thường là những kẻ săn mồi không thể thách thức trong hơn 1 tỷ năm. Họ có hệ thống miễn dịch khác thường của họ để cảm ơn. Trong suốt lịch sử tiến hóa của mình, chúng đã thừa hưởng một số cơ chế miễn dịch đáng chú ý để giúp chúng chống lại các tác nhân gây bệnh. Trong số đó có các protein nhỏ, giống như kháng thể được gọi là các thụ thể kháng nguyên mới có thể thay đổi hoặc VNAR. Các phân tử dựa trên immunoglobulin này đã thu hút sự quan tâm của các nhà phát triển thuốc. Với kích thước nhỏ nhắn, độ ổn định cao và cấu trúc độc đáo, VNARS có tiềm năng mở khóa các ứng dụng điều trị và chẩn đoán mới. Một nghiên cứu gần đây được công bố trên Nature Communications mô tả cách VNAR có thể được sử dụng để ngăn chặn coronavirus như SARS-CoV-2 lây nhiễm vào tế bào người. Các nhà khoa học nói rằng mặc dù vẫn còn quá sớm để các VNAR này có thể giúp các bệnh nhân COVID-19, nhưng hy vọng rằng công nghệ này có thể được triển khai cho các đợt bùng phát coronavirus trong tương lai. Aaron Lebow, trưởng nhóm nghiên cứu từ Đại học Wisconsin-Madison, cho biết: "Những gì chúng tôi đang làm là chuẩn bị một kho vũ khí trị liệu cá mập VNAR có thể được sử dụng cho những đợt bùng phát SARS trong tương lai. Đó là một loại bảo hiểm chống lại tương lai." Trong nghiên cứu của mình, Lebow và các đồng nghiệp đã mô tả cách các VNAR nhắm mục tiêu vào SARS-CoV-2 có thể bám vào các protein của virus theo cách mà các kháng thể đơn dòng không thể, do đó ngăn chặn sự lây nhiễm. VNAR nhỏ, khoảng 1/10 kích thước của kháng thể người và có thể chui vào các túi phân tử trên kháng nguyên mà các globulin miễn dịch lớn hơn không thể. Để tìm ra các protein có hoạt tính chống SARS-CoV-2 tốt nhất, nhóm nghiên cứu đã sàng lọc hàng tỷ VNAR tiềm năng, cuối cùng xác định được 3 ứng cử viên chính. Trong số 3 nhóm hàng đầu, một VNAR có tên là BABY4 nổi bật với khả năng liên kết không chỉ với SARS-CoV-2 mà còn với một loạt các coronavirus đa dạng về mặt di truyền. Các nghiên cứu trong tương lai sẽ tiết lộ liệu BABY4 có hiệu quả chống lại các biến thể mới nổi của SARS-CoV-2 và thậm chí có thể là các coronavirus liên quan khác có khả năng gây đại dịch hay không. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!